Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình em ạ. Em một mình đang làm việc rồi đấy. 1, 2, 3, 4, 4 người, cả mình là 5 người. Mình đang quay clip cho anh em. Mỗi người một cái điện thoại làm việc em ạ. Mình cầm một chân quay này, quạt này, máy tính này, nhà mình có 2 cái máy tính. Nhà đẹp luôn. Buồn ngủ, bắt đầu buồn ngủ đấy. Anh ạ, vừa làm việc buồn ngủ này chết. Này chết luôn này. Còn mà chết to vậy. Cứ thích mong lời chiếu mùa là hai giờ dối. Lâu nay càng dối gian anh nhiều vội thế. Cứ thích mong lời chiếu mùa. Chưa bao giờ ngủ. Đấy, lệ bót, bên phía đang nghe một tính. Hãy cho bạn nghe một quả. Cô bụi như vậy được rồi. Bật bóng điện nó sáng nhà em nhá. Nhà mình có mấy cái thanh trước kìa. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái, 7, 8, 9. Nó lên đây quán. Cái gì ạ? Cái gì đó ngủ dưới thôi. Ngủ dưới thôi. Anh đi ngủ rồi. Thư bắt đầu bất lực. Sao cũng không ngủ chưa? Thử nghe bất lực từ thử bắt đầu buồn ngủ đấy. Đồ đinh gì mà đồ đinh đấy. Xoa đầu xoa chán. Để đọc xanh đi. Để bót gì hình nền gì ấy chữ năng gì. Nước lạnh nhỉ. Xinh thế thì để có toàn xem con xinh. Đi chi được bộ lão toàn xem con xinh. Wow. Thả tim nó. Cho nó một flow. Xinh thế mà. Anh đi đâu ấy? Đọc sách. Lên đọc sách đi cho bọn kia dậy. Mới cứ ngủ từ 22 giờ ấy. Giờ vẫn chưa nghe em đi. À mà thật đấy, đến bây giờ đến. Thank you.
Thì em đói lắm rồi, tối qua thì em chưa không hạt tôi không muộn rồi. Anh mình như vậy chắc anh vẫn tầm 30 cân nhưng mà yếu người cuộc sống rồi, kim chi nó giảm cân rồi. Nếu mà mình mà đi tầm kim chi thì chắc còn 30 cân nhé. Anh là nhìn một ngày anh số là 2 cân. Không phải đâu, con gái nó thế. Con gái là ít thôi là nó không so vì làm sao là người con trai và con gái so vì khó không nên so vì con trai và con gái vì mọi chuyện luôn. Hello xin chào các bạn. Không có chìa khóa. Mẹ bấm không được à? Không. Thế là anh xin lỗi. Đâu. Anh khóa thử đấy.
Có thêm một đơn chưa ạ? Chị anh kể quả nhá. Ê, em đi nữa. Cho em đi nữa. Đi bú phêm đi. Cho kẹo nào. Con kẹo gì đó? Tham lam. Không thích. Sự chú ý của ta đã va vào phải ánh mắt của nàng. Mà cần biết lại.